Theo thống kê của Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam, cho đến năm 2012, cả nước có 24.300 tiến sĩ và 1.101 thạc sĩ. Trong những năm trở lại đây, lực lượng này tăng trung bình khoảng 11,6% mỗi năm. Trong đó, tiến sĩ tăng 7% mỗi năm, thạc sĩ tăng 14% mỗi năm. So với các nước trong khu vực, số lượng các nhà khoa học Việt Nam thuộc hàng cao. Tuy nhiên, chất lượng nghiên cứu khoa học lại chưa cao. Năm 2012, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO đã xếp Việt Nam vào hạng 76 trên 141 nước về chỉ số sáng tạo toàn cầu, đứng sau Singapore, Thái Lan và Malaysia. Và đến năm 2013, thứ hạng đó của Việt Nam vẫn yên vị. Năm 2006 đến 2010, Cục Sở hữu Trí tuệ đã cấp phép cho khoảng 200 bằng sáng chế, giải pháp hữu ích. Còn tính lượng bằng sáng chế ở Mỹ chỉ có 5, tức là trung bình mỗi năm, Việt Nam chỉ có 1 bằng sáng chế được đăng ký. Vấn đề làm sao để đảm bảo chất lượng nghiên cứu khoa học ở những lĩnh vực thế mạnh để nâng cao vị thế khoa học Việt Nam trên trường quốc tế vẫn luôn là bài toán nan giải, nhận được nhiều ý kiến tranh luận. Và đó cũng luôn là trăn trở của những nhà khoa học tâm huyết. Hạnh được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Hành trình tri thức Việt, chương trình phát sóng lúc 19:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh VTC10 Nét Việt. Thưa quý vị, trong chương trình của những ngày đầu xuân Giáp Ngọ này, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp một nhân vật là một nhà khoa học cũng tuổi Ngọ, đó là giáo sư Nguyễn Văn Tuấn. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn sinh ra và lớn lên ở Kiên Giang, năm 1982 sang định cư tại Australia. Từ năm 1987 đến 1997, ông lần lượt tốt nghiệp thạc sĩ Đại học McGill, Úc, tiến sĩ thống kê chuyên về dịch tễ tại Đại học Sydney, Úc, tiến sĩ y khoa tại Đại học New South Wales, Úc. Năm 1997, phó giáo sư dịch tễ học trường Y thuộc Đại học Wright State của Mỹ. Năm 2009, giáo sư Đại học New South Wales của Úc và hiện là giảng viên cao cấp tại trường này. Là giáo sư thỉnh giảng tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Na Uy, Hồng Kông, Thái Lan và Việt Nam. Ngoài công việc thỉnh giảng, ông còn là một nhà nghiên cứu khoa học. Ông đã có trên 200 công trình nghiên cứu khoa học trên trường quốc tế. Thưa giáo sư đã trải qua những năm tháng vừa học vừa làm ở nước Úc xa xôi. Chắc hẳn là trong thời gian đó thì có rất nhiều những kỷ niệm. Ông có thể chia sẻ về một vài kỷ niệm mà ông thấy là đáng nhớ nhất được không ạ? Những cái năm tháng đầu tiên thì lúc nào nó cũng khó khăn cả. Cái khó khăn thứ nhất là vấn đề ngôn ngữ. Mình nói tiếng Anh không có rành. Nên ra là rất là khó kiếm việc. Cái thứ hai nữa là người ta không có công nhận bằng cấp của mình. Nên ra là mình phải làm những cái việc nó không đúng với khả năng của mình. Ý tôi muốn nói là nó làm những cái việc rất là tay chân. Thế nhưng mà điều đó nó không có gì là xấu cả. Chúng tôi rất là hài lòng với việc lúc đó, bởi vì ít ra là mình làm ra tiền và có cơ hội là đóng góp cho ba má với bà con ở quê nhà. Đó là mặc dù là cái thời gian đó là thời gian khó khăn, nhưng mà bây giờ nếu mà nghĩ lại, tôi lại thấy cái thời gian đó là thời gian đẹp nhất. Tuy là khó khăn nhưng mà lại là thời gian theo tôi là hạnh phúc nhất. Bởi vì nó không có lo lắng nhiều. Bây giờ thì quá nhiều lo lắng. Nghĩa là kể cả cái thời gian mà ông làm phụ bếp, thì đấy cũng vẫn là một cái quãng thời gian mà ông thấy là rất hạnh phúc. Ồ, thời gian phụ bếp thật ra nó giúp tôi rất là nhiều. Bởi vì đó là thời gian mà mình làm quen với cái lối làm việc ở bên đó, ở một cái nước phương Tây. Làm việc cái thời đó làm trong nhà bếp thì cái kỷ luật rất là chặt chẽ. Nếu mà mình, tôi nói ví dụ như là nếu mà mình có 5 phút hoặc là 10 phút uống trà thì mình bấm cái máy thì đúng 10 phút là mình phải quay lại công việc. Còn nếu mà mình quá 10 phút là nhớ trừ lương. Và mình đến giờ là cũng phải đến đúng giờ và không bao giờ ở không. Không bao giờ ở không. Khi mà cái công việc của mình đã xong, mình không phải là đứng đó để nhìn người ta, mình phải đi vòng vòng để tự tìm ai thử mình có giúp được người ta không. Và nếu mà không có ai cũng gọi là ở không thì sẽ tìm cái việc để làm, lau sàn nhà, rửa chén, rồi là giờ rửa rau hay gì đó để chuẩn bị cho ngày mai. Thành ra là cái đó là cái thời gian rất là cực nhọc, phải nói thẳng là như vậy. Thế nhưng mà nó rèn luyện cho mình cái kỷ luật làm việc, đó là một bài học. Thành ra lúc nào tôi cũng tận dụng những cái cơ hội đó cả, không bao giờ cảm thấy là hối tiếc hay là tức giận. Ngoài thời gian dành cho nghiên cứu, viết đối với giáo sư Nguyễn Văn Tuấn cũng là một sự đam mê.
Ông viết để giải tỏa những khắc khoải, băn khoăn, quan tâm của bản thân. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn đã từng viết trong cuốn tự truyện của mình: "Tôi nghĩ mỗi người đều có một lịch sử nho nhỏ. Mỗi kỷ niệm thời thơ ấu, những biến động của thời cuộc có ảnh hưởng đến cá nhân trong lúc trưởng thành. Những vinh quang và thất bại trong cuộc đời đều đáng ghi lại. Ghi lại trước hết là để chia sẻ cùng đồng hương, sau là đóng góp một vài chứng từ cho người đi sau." Đối với ông, làm khoa học cũng có vinh quang và khổ cực, phải biết dấn thân vì phúc lợi của cộng đồng. Qua những bài báo, những bài viết trên blog, ông đưa ra những ứng dụng của khoa học trong văn hóa, văn học và cuộc sống hàng ngày. Những suy nghĩ và cách nhìn giản dị, chân thành mà sâu sắc. Ông cũng mong muốn qua đó có thể truyền tình yêu nghiên cứu khoa học cho giới trẻ trên quê hương. Ông có thể chia sẻ cái nhận định của cá nhân ông về cơ hội của khoa học nói chung và của y học Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế được không ạ? Tôi nghĩ quá tuyệt vời. Tôi có một cái cuộc họp mặt với một số các anh chị ở Viện Nghiên cứu Y học Kinh Thiên Hoàng và một cái nhóm sinh viên trường Y Hà Nội gọi là FSH. Thì các em ấy là, hóa ra là các em ấy là có những cảm hứng từ những cái bài giảng và những cái lớp học của tôi 10 năm trước đây. Thì mấy em ấy quy tụ thành một cái nhóm sinh viên, rồi mấy em ấy tổ chức huấn luyện, đào tạo về nghiên cứu khoa học, rồi một số các cái kỹ năng gọi là trong chuyên môn, rồi làm nghiên cứu khoa học. Rồi mấy em thậm chí còn có những cái bài báo mà được mời đi trình bày trong các hội nghị quốc tế, và các em ấy thậm chí còn công bố được những cái bài báo trên các tạp chí quốc tế. Thành ra là tôi nghĩ rằng đó là chỉ là một nhóm nhỏ mà tôi biết được. Tôi nghĩ rằng là còn rất nhiều các nhóm khác trên khắp đất nước này. Và tôi tin tưởng là trong tương lai là mình sẽ hội nhập nhanh hơn, mình sẽ tăng tốc cái hội nhập nhanh hơn so với các nước trong vùng. Nhưng mà tôi chỉ muốn nhắc lại một cái câu, một cái nhà báo rất là nổi tiếng của tờ New York Times, thì bà ấy có nói một câu như thế này. Bà ấy nói nếu mà cái hệ thống giáo dục của chúng ta mà là mở cửa một cách là cởi mở thì Việt Nam sẽ làm cho các cái nước trong vùng xấu hổ. Ông luôn khuyến khích giới trẻ làm khoa học. Vậy ông đã làm như thế nào để có thể truyền lửa cho họ trong một lĩnh vực rất nhiều khó khăn như vậy? Tôi làm nhiều việc lắm. Thứ nhất là tôi viết báo. Tôi sử dụng một số các cái phương cái diễn đàn báo chí để mà nói về những cái quy luật, những cái mà luật chơi trong khoa học. Thậm chí là tôi viết nhiều đến nỗi mà tập hợp thành một cái cuốn sách gọi là Đi vào nghiên cứu khoa học. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là không những chỉ viết mà tôi còn tổ chức cùng với các cái đồng nghiệp ở trong nước tổ chức các cái lớp học huấn luyện về phương pháp nghiên cứu khoa học. Và không những chỉ huấn luyện về phương pháp nghiên cứu khoa học mà còn huấn luyện về cách viết bài báo khoa học, cách trình bày và cái kết quả nghiên cứu trên các cái diễn đàn, trên các cái mà hội nghị khoa học thế giới, và công bố bài báo khoa học. Thì qua những cái việc làm mà thực tế như vậy thì tôi nghĩ rằng đó là một số các bạn trẻ thấy rằng đó là cái việc làm khoa học nó, thứ nhất là nó rất là vui. Thứ hai nữa là đó là một cái cách để mà mình nâng cao cái tri thức của mình, nâng cao cái kỹ năng của mình trong cái việc làm hàng ngày. Có thể nói là để có được thành công như ngày hôm nay thì kể từ những năm tháng tuổi trẻ, giáo sư đã nỗ lực không ngừng. Nếu như mà để có một điều chia sẻ với những bạn trẻ mà cũng muốn đi theo con đường khoa học thì giáo sư sẽ nói gì ạ? Tôi muốn kể lại cái câu chuyện ngày xưa khi mà người ta hỏi tôi đó, tại sao mà anh qua mới có mười mấy hai chục năm mà là anh đã bước lên cái vị trí là giáo sư? Thì cái câu trả lời của tôi rất là đơn giản, là nếu mà mình làm mà cùng tốc độ với cái người bản xứ thì mình sẽ không bao giờ mình bằng họ. Lúc nào mình cũng phải hơn hai đầu thì người ta không thể nào mà lý giải được cái đó. Thành ra là khi mà tôi về Việt Nam thì một số các bạn trẻ hỏi tôi bây giờ làm sao để mà thành công trong khoa học này nọ, thì tôi nghĩ rằng không có một cách nào khác là mình phải cố gắng là tốt hơn nữa, và lúc nào mình cũng đừng bao giờ mình nghĩ rằng mình sẽ làm bằng các cái bạn, các nước trong vùng. Mình phải làm hơn người ta. Bởi vì nếu mà mình làm bằng người ta thì là 20 năm nữa thì người ta bước đến cái đỉnh này thì mình vẫn còn đỉnh này, bởi vì mình xuất phát từ một cái điểm xuất phát của mình là thấp hơn người ta. Nên là nếu mình bằng người ta là tức là mình phải là tăng tốc thôi, không có cách nào khác cả. Đem khoa học Việt ra với thế giới, đó luôn là trăn trở của ông. Dù công việc bên Úc luôn tất bật, nhưng ông vẫn luôn dành thời gian cho những chuyến trở về Việt Nam.
đôi khi chỉ về 2 hôm rồi trở lại Úc, nhưng ông không hề thấy mệt mỏi. Mỗi dịp về nước, ông hiếm khi có thời gian dành cho riêng bản thân mình, luôn là thời gian dành cho những sự kiện, những hội thảo khoa học, những buổi nói chuyện với các đồng nghiệp, với những người đi sau. Hơn ai hết, ông hiểu rằng từ đam mê đến thành công là cả một chặng đường dài, và ông luôn mong muốn được chia sẻ thật nhiều những kinh nghiệm, những bài học quý báu của mình học được trong suốt những năm tháng học tập, nghiên cứu nơi đất nước Úc xa xôi cho bạn bè, đồng nghiệp nơi quê nhà, cũng như những người đi sau, với mong muốn góp phần vào sự thay đổi của một Việt Nam lớn mạnh trong tương lai gần. Thưa giáo sư, những chuyến về Việt Nam của giáo sư thì phần lớn thời gian là dành cho công việc, cho khoa học. Vậy đã có dịp nào mà ông dành thời gian để về Việt Nam ăn Tết chưa? Trong vài năm gần đây thì tôi có cơ hội về Việt Nam khá nhiều lần, nhưng mà chưa có lần nào có dịp ăn Tết cả. Bởi vì Tết tới Việt Nam mình thường thường nó xảy ra vào tháng 2, mà tháng 2 thì lại là tháng rất là bận rộn bên đó, thành ra là 30 mấy năm nay chưa bao giờ được hưởng cái Tết ở quê nhà. Kể ra đó cũng là điều đáng tiếc. Thế nhưng mà mỗi năm mà về được có cơ hội về Việt Nam khá nhiều lần như vậy thì tôi nghĩ đó cũng là một cái hạnh phúc lớn của mình rồi, không có gì phải phàn nàn cả. Được biết là giáo sư tuổi Ngọ, và nói về những người tuổi Ngọ thì người ta cho rằng là những người tuổi Ngọ thường là có tính cách rất là độc lập, giỏi ngoại giao, nhạy bén và cũng có phần khá là nóng nảy. Đối với giáo sư thì giáo sư thấy điều này có đúng không ạ? Thú thật với chị là tôi không bao giờ tôi suy nghĩ đến chuyện mà tuổi tác cả, mà tôi càng không bao giờ suy nghĩ đến số phận hay là tử vi hay là gì gì đó. Chắc có lẽ là một người quen với khoa học, mà quen với khoa học thì đòi hỏi phải có chứng cứ. Mà trong cái thời gian gọi là 60 năm qua tôi chưa thấy cái chứng cứ gì để cho thấy là mình phải đặt cái niềm tin nhiều về cái gọi là năm tuổi số phận này nọ. Nó là đối với tôi, năm mới nào cũng là mới, năm mới cũng nào là cái thời điểm để mà mình phấn đấu tốt hơn, vậy thôi. Vậy thì trong năm Ngọ này thì giáo sư có thể chia sẻ một chút về những cái kế hoạch, cái dự định của mình? Dự định thì nhiều lắm. Trong năm 2014 này thì dài cái dự định là trước tiên là thứ nhất là tái bản một cuốn sách Vị Học Thực Chứng, thứ hai là xuất bản một cuốn sách tập hợp những cái bài viết và bài phỏng vấn của tôi liên quan đến cái vấn đề về giáo dục và khoa học, rồi tiếp tục hợp tác với Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng, tiếp tục là triển khai các cái dự án nghiên cứu ở Đại học Tôn Đức Thắng, rồi tiếp tục tổ chức một số các cái lớp học liên quan đến về nghiên cứu khoa học và các cái kỹ năng mềm cho các nghiên cứu sinh ở Việt Nam mình. Thì bao nhiêu việc đó thì em thấy là rất là bận rộn. Thế còn ngoài những việc đó ra thì còn có một số các cái hội nghị liên quan đến ngành xương mà năm nào thì chúng tôi cũng tổ chức. Thành ra là năm tới lại là thêm một năm bận rộn nữa. Nhưng mà tôi thì lại rất là thích là bận rộn hơn là thích ngồi ở chỗ. Đó là những điều rất là tâm huyết. Cuối cùng thì xin được cảm ơn những chia sẻ của giáo sư trong chương trình ngày hôm nay, và xin được chúc cho giáo sư sẽ luôn luôn dồi dào sức khỏe và nhiệt huyết để mà theo đuổi những cái con đường của giáo sư, và bên cạnh đó còn lôi cuốn những người trẻ khác cũng cùng đi theo con đường đó. Vâng, xin cảm ơn giáo sư đã tham gia chương trình này. Thưa quý vị, như vậy vừa rồi chúng ta đã được cùng lắng nghe những chia sẻ của giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, một tấm gương sáng về nỗ lực, ý chí vươn lên cũng như về những đóng góp của một nhà khoa học Việt cho quê hương Việt Nam. Chương trình Hành Trình Tri Thức Việt cũng hy vọng sẽ có ngày càng nhiều những nhà khoa học trẻ sẽ đi theo con đường như vậy. Kính chúc quý vị và các bạn một năm mới tràn đầy hạnh phúc và thành công.